đến kênh có trình nào thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái cặp mình trong một năm học 2017-2018 tám nhé. Bữa nay mình sẽ không quay mặt nữa này, quay mặt luôn. Tại vì cái tóc mình mới gọi đầu xong á, nó hơi rối và mặt mình khá là mắc cười nên mình không dám cho các bạn xem. Nãy mình nói hơi nhanh nên là mấy bạn cố nghe nha. Các bạn nào không nghe được thì mấy bạn tua lại cũng được. Ok, mình sẽ giới thiệu cặp của mình. Thôi mình chuyển lên đã. Mình phải chuyển lên cẩn thận thì thấy mặt mình. Đây là cái cặp của mình. Cái cặp của mình là mình thích màu hồng nên mình chọn màu hồng. Và có chấm bi, một cái màu xanh, màu hồng đó. Cái là màu chủ đạo. Và đằng sau, sau thì có hạt cái dây này. Mình không nghe để làm gì hết. Hết nhưng mà mình thấy nó cũng khá là đẹp. Hay nó không hợp với cái màu này. Nhưng mà mình không thể xuất ra được cái này thì sao cặp. Ok, không nói nhiều nữa. Mình sẽ giới thiệu cái cặp này nha. Ở hai bên đây là hai chỗ đựng đồ, ở đây là chỗ đựng nước và đây là cái túi đồ mặc. Ở trong đây còn có một cái ngăn nữa và mình có một cái ngăn to lớn thôi. Chỉ có một cái ngăn lớn này là hơi bất tiện. Ok, mình sẽ giới thiệu từng ngăn nhé. Ngăn đầu tiên thì mình có một cái này, ngăn lớn nhất đó các bạn. Ở trong đây mình có những cái thứ lặt vặt. Vặt đầu tiên là cái này đây. Cái này, bao này là chọn với thủ công. Đây là chọn bao nhỏ. Ngày hôm qua nhà mình đã dán tên. Tên hết rồi. Mình cũng dọn lại cái bàn của mình. Thì mùa hè lúc đầu thì nó khá là bừa bộn. Mình dọn lại cho nó cảm thấy khoa học và chọn cảm thấy giống ba muốn hứng khởi. Và cái này là màu tím và sờ khá là đã. Cái chỗ màu tím mình sờ khá là đã. Và chỗ màu trắng thì cũng bình thường như cái màu bị khác thôi. Và mình cứ dán một cái nhãn ở đây để cho mọi người biết để không bị nhầm lẫn với ai. Ok, tiếp theo là mình có một cái bảng. Cái bảng Doraemon là mình chọn màu hồng. Màu chủ yếu, cặp của mình là màu hồng. Mình rất là thích màu hồng luôn. Năm ngoái thì mình toàn là Hello Kitty mình thôi. Nhưng mà năm nay mình là màu hồng. Tại vì mình thấy rồi Hello Kitty nó không đẹp bằng những cặp màu hồng. Thôi mình không mất tới gì nữa. Ở đây là bạn trắng, ở đây là bạn người đen. Ở đây thì có hình Doraemon thì ở đằng sau đây cũng có. Ok, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái này. Mình chưa đựng giấy, giấy gì đâu đây. Đây là đây đựng giấy, giấy vẽ. Ở đằng sau, ở đây có ghi nè. Thì cái đồ đựng giấy vẽ nó to hơn những cái thủ công. To hơn có chút xíu thôi. Thôi, cái này là giấy. Nó khá là dễ thương và màu hồng cũng là màu ý thích của mình. Hồng đẹp. Mình cảm thấy mình rất là thích màu hồng luôn. Và tất nhiên đi học sẽ không thiếu sách vở. Trong đây thì mình có sách thôi. Trong cậu mình đã có sách tại vì cô mình nói là sách tại vì mình đã từ trường lần thứ nhất rồi. Đây, ngày mai sẽ là buổi thứ hai của mình đi học lại. Đi học. Giống như mình thứ sáu tuần này mình giống thứ sáu tuần này á thì mình đã gặp gỡ các bạn và cả cô giáo rồi. Và mình là lớp mình rất là mắc cười là một cô 2 năm là trường mình đó. Đó là mỗi năm thì mỗi học sinh thì có một cô khác nhau, nhưng mà lớp mình sẽ có một cô 2 năm tại vì cô lớp 4 của mình sẽ dạy năm lớp 4 của mình là cô dạy lớp 1 của tụi mình nên là học cô chủ nhiệm cũ nên là mình cũng chẳng xa lạ với cô ấy lắm. Đây là quyển vở sách tiếng Việt. Mình đã nói rồi, mình dán vở hết luôn rồi, nhưng mà tại vì trong cặp mình hiện tại có sách nên là mình chỉ được sách thôi. Ở đây là sách tiếng Việt. Thì tập 1, tập 2 thì mình học kỳ 2 mới dùng nên là mình sẽ không bỏ vào cặp. Tiếp theo là sách mỹ thuật. Ở đây dán nhãn rồi nha. Nhãn của mình là hình Hello Kitty. Mình có hai rời nhãn khác nhau mà thôi. Một là hình một cái que kem rất là dễ thương màu hồng. Cái nhãn này là nhãn năm cũ mà hình Hello Kitty. Đây là mình học lớp 44 nha các bạn. Ở đây là vở bài tập âm nhạc. Và đây là sách khoa học. Cũng là cái nhãn màu hồng luôn. Mình thích. Ok, tiếp theo là sách lịch sử và địa lý. Mình học lớp 4.
Vamos. Bye. Và một cái sách đạo đức, mình không biết có phải là sách đạo đức không, nhưng mà mình cảm thấy một giống vở và giống sách đó mọi người. Và trong đây thì mình còn có được những cái quyển vở. Bữa nay mình xài bao cũ, thì bao đó mình mua thì nó không có vừa với cái này. Cái này thì không bao tại vì rất là nhát. Mình xài những quyển vở mình nhà trường mình tặng thôi. Có năm lớp 1 là mình mua ở ngoài. Chứ mình toàn xài vở ngoài nhà trường tặng thôi. Ở đây thì đây là vở kiểm tra. Cô kêu mình ba tự do nên là mình ba tự do luôn. Mình rất là thích cái này tại vì ba tự do. Và nó được rõ khổ sở hơn bao màu. Và đây là vở bài hát. Đây là vở bài hát cũ của mình nha mọi người. Vở bài hát cũ trong năm lớp 3 của mình. Nên là mấy bạn thấy những cái bài hát cũ. Còn rất là nhiều trang nên là mình để dành. Mình chỉ cần thay cái bao vở bên ngoài. Ngoài là có thể xài nữa cái quyển này. Mình xài bao cũ nha. Và đây là một cái vở bài học màu đỏ. Mình có hai cái bao thôi, mình thích cái bao màu hồng này hơn. Nhưng mà màu đỏ này cũng rất là dễ thương. Ở đây là vở ôn tập. Mình có thể nói nhanh được mà không cần tôi nhanh. Thế nên mấy bạn cố nghe nha. Đây là vở tiếng Anh. Mình sợ cô tiếng Anh lớp 3 của mình lắm. Với lại vở đàn chữ. Đàn chữ mới. Tại vì vở đàn chữ khá là nhiều. Và tiếp theo là một quyển như thế này. Quyển này là quyển nhát. Mẹ mình có ghi tên này vì cô mình kêu là phải ghi tên. Cái quyển nhát của mình thì có hai nhiệm vụ là một để giống như là kiểu giống như là kiểm tra bài cũ của mà cô giao đó. Ở đây thì có một những cái trang truyện mình rất là thích những cái thứ mà những trang truyện, tại vì nếu có những trang truyện thì mình sẽ có cái thứ đọc. Ở đây là thứ để đọc khi mình chán, hoặc là nếu mình chán quá thì mình sẽ vẽ. Nhưng mà mình sẽ vẽ, nhưng mà mình cũng rất là thích những cái quyển này. Thì đây là cô chị, tôi là con người nghèo. Mình rất là mình sao bữa nay mình toàn mà dính trong những nhà nghèo nhà giàu cơ mà. Và đây các bạn có thể thấy, và đằng sau nữa. Và cái quyển này là nhà trường tốt tặng nha. Sờ rất là đã luôn. Sờ nó nhánh nhánh nhánh, nhưng mà sờ không đã lắm. Và tiếp theo là một cái hộp màu. Không màu thằng tất nhiên là phải có rồi. Rồi mình chọn cái màu đen, tại vì chúng nó không có một hộp màu hồng mà mình thích. Và mình sẽ xài sắc màu. Màu mà không phải là sắc màu cũ như năm ngoái của mình. Sắc màu cũ như năm ngoái của mình là hình Hello Kitty, mình rất là thích. Nhưng mà thì nó xài một năm sau là nó sẽ không xài được nữa. Tại vì nó khá là tốt, tại vì mình xài cái này. Ở đây có rất là nhiều màu luôn. Ở đây thì có mấy màu ta, mình sang coi. Mình không biết, mình quên nó mấy này mấy màu rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Này là 29 màu. Màu là khá là nhiều đó các bạn. Mình xài vậy là đủ rồi. Mình quan trọng nhất là cái màu da phải đẹp. Nó bị đổ các bạn. Đổ hai màu. Ở đây thì mình có rất là nhiều màu luôn. Đó. Mấy bạn thấy tại sao nó bị dơ? Tại vì người tôi không biết tại sao nó dơ nữa. Chỉ tôi thấy cái này có rất là nhiều loại, mà có nhiều loại còn dơ hơn cái này. Cái này thì nó đỡ dơ nhất nên mình mua thôi. Và mình chọn ở đó có hai tông, tông màu, một tông màu đen và những cái màu sắc rực rỡ thế này. Mình cũng rất là thích cái quyển màu này luôn. Luôn ở đây có một, tại vì mình chọn màu đen tại vì mình sợ là xài nhiều cái màu trắng thì nó sẽ dơ, mà mình có cái bị dơ nên là mình xài màu đen. Ơi cái trong đây còn một cái hộp bút nữa, tại vì tất nhiên đi học phải có hộp bút rồi, nhưng mà mình sẽ giới thiệu hộp bút bút xanh nha, tại vì hộp bút rất là đẹp luôn. Ok, tiếp theo mình sẽ giới thiệu cái này. Trong đây thì mình có một cái khăn
con mình. Mình kêu là đem một cái khăn để lau bàn. Đi kiểm tra, mình không biết là lớp 4 có xài giấy kiểm tra không này là mua. Mua, nếu không xài thì mình sẽ để dành. Mình sẽ lấy một tờ cho các bạn xem hay là mình thấy hết luôn đi. Ok, đấy không khó đâu. Ở đây nè, giấy kiểm tra mình như thế này đó mọi người. Mình thích cái kiểu mà hình giấy kiểm tra hơn. Đợi mình xíu. Thế là mình cất đồ đạc. Đã. Không ăn rồi. Nãy ba mẹ mình hỏi mình nên là có hơi kỳ chút nên là mấy bạn thông cảm. Đi đi. Đó. Ok. À mình chọn cái tông màu hồng tại vì mình đã rồi, mình rất là thích màu hồng luôn. Mà ba mẹ mình để dán ở đây mà một trường mình thích ở dán ở đằng sau đây. Ở đây mình có một cái quyển sổ mà cô mình tặng năm ngoái. Rất là xinh luôn. Và mình ý chí này mình sẽ ghi những cái thứ gì đó trong đó học, như là vẽ nè, hoặc là ghi những cái bài toán đó mình cũng nhớ nổi. Mình thường nhớ trong đầu hoặc mình chưa bao giờ ghi trong vở hết, nhưng mà lần này nó khó nhớ quá mình sẽ ghi trong vở. Ở trong đây là một cái bảng rất là xinh, cái bảng màu hồng nữa. Nếu mình mua cái bảng này thì cũng chưa tới 11.6 đâu, nhưng mà mình thích thì mình mua sớm tại vì mình sợ hết hàng và không có hàng nó mua thôi, mình ít hết. Ok, tiếp theo là một cái ngăn nhỏ nhỏ xinh thế này. Tập của mình đã từ nó nhẹ rồi đó. Trong ngăn nhỏ thì mình có đựng những cái thứ đồ đặc vật, như là trong đây có một cái con ba này bạn mình cũng có nè. Tại vì bạn mình cũng có một cái nhưng mà mình có thể phân biệt của bạn mình với mình. Để có hình dáng, một cái hình dáng là hình cái kè phải. Mình rất là thấy dễ thương và nó nhỏ gọn nên là mình cần mở nó. Xài rất là êm, nhưng mà có điều là nếu mình xài thì mình gỡ ra bởi vì nó khá là khó khăn. Ba mà lúc nè, ba mà mình dán tông hết rồi. Nhưng con này rất là dễ thương. Và trong cái hộp này mình có một cái hộp chuốt. Mấy bạn thấy những cái đồ này khá là thân thuộc đúng không? Mình có những số đồ mới thôi. Thôi thì mình lại giới thiệu trong hai cái video. Thôi là video những cuộc học tập của mình thì là các bạn sẽ thấy cái đó. Mình có khá là nhiều món mới nhưng mà mình các bạn thấy quen. Nếu bạn nào không xem thì không sao, các bạn cứ xem video này để không đỡ tốn thời gian xem. Và đây lại có một cái keo hồ rất là đẹp đúng không các bạn? Và mình lại dán cái chỗ mà mình lại không thích. Cái này là hồ màu hồng nha, không màu trắng đâu. Rất dễ thương. Và trong đây thì hết rồi, trong đây mình đựng có 3 thứ thôi. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu hộp bút nữa. Hộp bút này mình rất là thích nhất luôn. Tại vì nó màu hồng và có cái cover rất là cute luôn. Mình rất là thích bé gấu này, bé mèo. Mình thích nhất là bé thỏ, mình yêu thỏ nhất luôn. Và đây là cái tông màu hồng. Này là màu hồng, mình rất là thích màu hồng. Ba mà lúc đầu là dán những cái thứ mà mình chỗ không thích, nhưng mà mình lại dán lại ở trên đây. Thì trong đây thì mình có một máy tính bảng mini. Đây mình mở ra. Mình ghi phép tính đơn giản thôi. Tắt rồi. Mình đã tắt cái máy đó rồi. Và trong đây tích ra mình trang trí lại đó các bạn. Các bạn nếu xem video cũ, nếu các bạn đã xem video cũ của mình thì các bạn sẽ thấy mình đã sắp xếp khá là mới. Đó. Ở đây mình có một cục gôm của mình thường thôi.
ở bên đây thì có một cái bút chì. Xong video trước thì mình có một cái bút chì, hai cái bút chì lớn, nhưng mà một cái ở dưới rồi. Và ở đây là một cái đông kim, mình nghĩ là bút ba mình nó là bút lông kim nên là sẽ xài, tại vì mình khá là thích xài bút lông kim. Tiếp theo là bút dạ quang, mình lấy loại này cho nó nhỏ nhỏ, mình thích là nhỏ nhỏ xinh xinh thì mình không thích xài bút lông kim, bút dạ quang to. Tiếp theo là một cái bút mực. Bút mực này mới mua, mình rất là thích xài bút mực này tại vì nó không bị chảy mực mực đó các bạn, nên là mình sẽ không cần khăn nó lên lông nhiều. Nếu mà chảy mực có thì không chảy thì mình chỉ cần bôi ở bên ngoài này thôi là có thể xài được rồi, chứ nó không đổ lên tay rỡ khác đổ lên giấy thì rất là xấu luôn. Ở đây một cái thước khá là dẻo mà mình không được hơn cho lắm, nhưng mà hình bé thỏ dễ thương. Ở đây là có một bạn bé thỏ và những bạn ngăn che, mình sẽ không xài này đâu, mình sẽ không lén lúc mình nhìn cái này được, nếu quên thì mình sẽ nhìn hơi gian lận xíu. Và đây thì mình có một cái bút chì, đây là cái bút chì các bạn đã thắc mắc mình đã để ở dưới đó. Đây là những thứ đồ dự phòng. Ở đây là cái bút bi mình mua để cho năm lớp 4. Và đây là một kéo. Chang chang. Cái bút lông. Cô mình khuyến khích là xài bút lông. Lông tại vì bút lông nó sẽ không bị dơ. Tại vì mình lớp mình không phải lạnh nữa. Nên là cô khuyên là mình sẽ xài lông. Mình thích xài bút này xài lúc đó à. Năm nào mình xài bút lông, lông bảng lộn lộn đó. Và đây là cái bút lông kem của mình cũng tặng luôn cô năm ngoái đó. Đây là hai cái đứa kẻ ui con mình cũng tặng luôn. Ok, mình sẽ cất những cái thứ. Ok thôi, bye bye các bạn. Bạn nếu các bạn thích video này hãy like và share. Okay. Nếu có thể sẽ subscribe kênh mình. Các bạn không thích thì hãy dislike. Bye bye nha.